Ai da, yêu ăn con hả? Ba không, hấp dẫn thực sự. Tôi tiêu ăn con mà anh em, tiêu ăn con mà. Rồi. Nào, top 50 à? Nào, đừng ra đi mà đi à nhá. Ê, tính ra hôm qua mình mở RC Man này cũng được ấy chứ nhỉ. Yo, vô đây, vô đây. Đức CB, Đức CB. Spain à, Spain CM à, Gavi hoặc là ấy rồi. Gavi thật ạ, 18 tỷ. Gavi này đập lên 8 à. Anh này là năm ngoái là cái gì, Golden Boy man. Năm nay thì là rút Bellingham rồi. Tốc độ 115, vê bóng 118. Anh này liu tiêu diêu nhỉ. Chưa được. Này chưa đủ làm content. Chứ bé vậy ta. Cái này mở ra một con 103 này. Tiếp đi xin à. Đức CB. Ủa ôi. Ồ, Luis Diaz. Ồ. Trời ơi, 117. Ây à. Uầy. Kèo này mà cộng 8 thì cũng dã man đấy chứ nhỉ. Có phiếu làm lại cuộc đời. Chưa ăn thua lắm. Chết đòn, sao mình không mồi cái này trước. Ok à. Thêm một chút back to back on ý. Làm một chút content back to back on ra Ronaldo. Tuyệt vời. Có đủ tiền mua RMC nhỉ. Làm một chút content đó. Yo. Không có lửa rồi. Đấy là đặc trưng của gói back to back on Gonzalo Wedes. Xong rồi, chúng ta còn gói gì đặc sắc nữa không nhỉ? Gói 95 thôi nhỉ, gói 95 mà anh em khoe mở ra rô gầy đâu nhỉ? Đấy, nhiều anh em mở rô gầy, điêu vậy. Cho tôi có hai gói này. Ê, sao có ít vậy? Tuần sau có khả năng x2, x3 không á? Chắc là có đấy. Uầy. Brazil, RB, Danilo. Được, uầy. Danilo mùa up này 51 tỷ cơ à. Hai hậu vệ cánh. Nào, làm một chút 23 PL. Cái này bây giờ cầu thủ nào chỉ số cao nhất? Harry Kane à. Uầy, Harry Kane là 121 nha. Yo. Hoài luôn, hoài luôn. Rát mút hoài luôn. 109 à. Ui dồi ôi, gã đầu bạc man. Là gói này mấy kiểu ra hậu vệ thủ môn được ấy. 106 à. Alfonso Davies được nha. Trời cái mùa này tốc độ 120 luôn mà. Alfonso Davies. Ui, Lmao 108. Tốc độ tăng tốc 120 121 này, được đấy chứ. Harry Kane như anh 8 được donate 500k. Harry Kane gì nhỉ? Icon Real đi. Lửa. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, tới rồi Jock Haji man. Sinh nhật đập bách. Yes sir. Đây rồi, Pháp. Spain à, Spain ST. Emiliano Butragueno. Một chút Chelsea Torres nào. Giờ Torres nào đấy anh. Nào. Yo. Nào. Eto lại chào sân thì chết đoàn đấy. Úi giời ơi. Trời, em nhưng mà giá này bây giờ bán được rồi nè. Bán được rồi. Rất hiền ngang. Này tại sao hôm qua anh Độ mở đỏ ấy nhở? Hernan Crespo. Điêu thật. X2 Rock 3 man. Đừng X2 Eto nhá. Ôi trời ơi. Trời ơi. What? Sao lại có thể ra được Beckham từ gói này nhỉ?
Yo. Back to back. Ê, mùa gì vậy? LOL à? CM. CM ZB. Elite. Úi giời ơi, chết rồi. Sao tôi mở toàn min này? À, ôi sao mở lạc trôi này. Làm một chút 97 nữa này. À, X2 Eto, xong lại còn toàn min nữa. Người nông dân phải sống sao đây? Spain, RB Spain, Cavaza. Úi giời ơi, cút. À không, nhưng mà ít ra thì cút lên được 116. 116 cũng được, không phải min. Notaza, anh Nam chắc luôn, anh Nam chắc luôn. Cũng chạy đâu được mà. Uầy, sao nhỉ? Sao? Mình mồi cho anh em thử một chút LH25 đi. LH25. Khói này là thu về 100 tỷ. Ngọt như mía lùi luôn. Thôi cho closer đi, hợp lý rồi. Đừng là closer là được nhá. Đừng là closer. Ra quả rô mình làm chút tiểu phẩm lên 9 cái xem nào. Brazil. Left wing à? Ronaldinho man. Ronaldinho 100 tỷ tròn à. Tròn 5 năm kỷ niệm coi stream. Mà bác của em kẹo rồi, bọn em vẫn chưa thấy vợ. Chưa lấy vợ. Ủa, đã man đấy. Bạn sinh năm bao nhiêu đấy? Sao? Thực ra thì chuyện tình cảm nó đến nhanh lắm. Nó bụp một phát, nó vồ vào nhau, nó tới luôn á. Không phải lo đâu. CC ST à? Rock 3 men. Đi đi rock. Hả? Rock begin nè, rock 3 mày nhìn lạ nhở. Không ra ngô đâu, quay chết cái sự kiện này, nó cút rồi. Rock begin. Đá cho Tottenham Hotspur về Liverpool. Trời ơi. Ui giời, Captain America Landon Donovan. Chết. Sự kiện ngon. Gói 100 xem nào. Sự kiện ngon, sự kiện ngon. Ui dồi ôi, người hùng Chile Claudio vỗ tay. May quá, 118. Đây, chúng ta còn bộ 3 gói chính thôi ạ. Quá nhanh, quá nguy hiểm. CC. Nào, tôi cần một kèo Ronaldo. Bùng nổ men. Khỏi lọc ê. Không thì 119 để làm phôi cũng được á. Ui dồi, Hazi à. 117 à. Sự kiện thế nào này? Trời ơi, gãy rồi. À, bây giờ ra quả VFG nữa là. Trời ơi, tao nói là tới nãy luôn á. Sự kiện thế này thì chết đòn đấy. Yo. Từ đã. FD Việt Nam Legend đã từ chúng ta sắp đếch bóp cái nick anh Quyền đó. Chú Anh Đức. Nhưng mà từ từ nhá. Úi dồi ôi, nổ jackpot rồi. Trời ơi, đây rồi. 600 tỷ. Sao phải là cái tên này nhưng mà 23 Việt Bet nhở? À, cũng là cái tên này nhưng phải là 23 Việt Bet. 683. Ê, sao tự nhiên 900 tụt sâu vậy? Đang 900 mà. Đẹp luôn rồi. Yo. Ronaldo back to back 9 á. Kiếp, nghe dễ thế. Ê, tôi nghi hôm nay tôi ra Messi nữa nha. Nghi hôm nay tôi lại ra Messi. Nick này hay ra Messi lắm. Chơi. Nào. Ê. Back to back chỉ định 70.
Hà Lan xếp. Ui Hà Lan ST à. Đừng van gôn nhá, đừng van gôn nhá. Ui giời, đừng van xem. Hên quá. Ui giời, ra ra kèo ba master còn được mắc cái chỉ số 729 tỷ. Tam môn ở đây. Ván master này ngon không á? Tôi chả biết, tôi chưa đá. Go back to back á. Cái gì mà Gavi lên em bù 5 triệu cháu mua sữa. Toàn mõm thôi. Không tin. Nào, làm thử tí tiểu phẩm Gavi đi. Tại vì chúng ta có phiếu mà. Về năm. Mồi mấy tay thôi. Thì là kẻo lúc so nữa nhỉ. Tầm 4 con 5 con được rồi. Con này con thứ 3 rồi đúng không? Mồi 5 con. Đây rồi. Bài nhạc siêu phẩm. Vậy thôi. Ba. Gavi. Nay chúng ta có ST của Hà Lan. Marco van Basten. Hai cơ hội. Ui phiếu 40 tỷ. Dùng là hợp lý. Bảo vệ làm gì, bảo vệ làm gì. Không cần bảo vệ. Yo Gavi. Gavi. Gì? Con này có giá không, mọi người? Có đổ giá gì không? Con này bán được mà. Ui đa năng thực sự nhờ. CM, LM, Cam, Left Wing. Xoạt bóng, ma tốc độ.